Cảm ơn quý vị đã không rời màn hình và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Tiêm kích tàng hình F-35 bốc cháy vì bị gió tạt. Một chiếc tiêm kích thế hệ 5 F-35 của Không quân Hoa Kỳ bốc cháy khi chuẩn bị cất cánh do gió thổi ngược từ đằng sau quá mạnh. Không quân Hoa Kỳ ngày 25 tháng 9 cho biết gió mạnh thổi từ phía sau chính là thủ phạm khiến một chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ 5 là F-35 bốc cháy trên đường băng. Theo Aviation Week, chiếc F-35A thuộc phi đội 61 Không quân Hoa Kỳ bất ngờ bốc cháy vào trưa ngày 23 tháng 9 khi đang chuẩn bị cất cánh thử nghiệm tại căn cứ Mountain Home, bang Idaho, Hoa Kỳ. Không quân Hoa Kỳ cho biết đám cháy được dập tắt nhanh chóng. Tuy không bị thương, nhưng phi công và 3 nhân viên kỹ thuật đứng gần đó vẫn được đưa đến trung tâm y tế kiểm tra sức khỏe như một biện pháp phòng ngừa. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy ống xả của máy bay đã bắt lửa khi động cơ khởi động do bị gió thổi tạt từ đằng sau. Lúc chiếc máy bay bốc cháy, gió đang thổi mạnh với vận tốc là 70 km/h. Theo các chuyên gia quân sự, nhiều khả năng cặn nhiên liệu chưa cháy hết bám trong ống xả đã bốc cháy. Khi ngọn lửa do động cơ phản lực phụt ra bị gió thổi ngược trở lại, chiếc máy bay bị cháy nằm trong số 7 chiếc F-35A vừa được triển khai đến căn cứ Mountain Home để thực hiện bài huấn luyện đất đối không từ ngày 10 tháng 9 đến 24 tháng 9. Số tiêm kích này đang bị cấm bay để phục vụ điều tra. Trước đó, 15 chiếc F-35 cũng đã bị đình chỉ bay khi các kỹ thuật viên phát hiện các lớp vật liệu cách nhiệt trong hệ thống làm mát bên trong khoang nhiên liệu đã bị vỡ. Văn phòng chương trình F-35 cho rằng các nhà cung cấp đã sử dụng vật liệu kém chất lượng để sản xuất lớp cách nhiệt. Điểm mạnh và yếu trong tranh luận của Trump và Clinton. Trong khi thế mạnh của bà Clinton là khả năng truyền tải thông điệp hiệu quả, thì tỷ phú Trump lại chiếm ưu thế về kỹ thuật khuấy động và thu hút đám đông. Trước thềm cuộc tranh luận đầu tiên vào tối ngày 26 tháng 9, cả hai ứng viên tổng thống là cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tỷ phú Trump đều chưa tỏ ra có ưu thế vượt trội trước đối thủ theo AFP. Hai người đã công kích nhau suốt cả năm qua, song chưa từng một lần đối đầu trực tiếp trên cùng một diễn đàn. Điều này chắc chắn là sẽ là một trong những yếu tố hấp dẫn nhất trong cuộc đối đầu, dự kiến thu hút sự theo dõi của hàng chục triệu người Mỹ. Theo Michelle McKinney, giáo sư truyền thông chính trị tại Đại học Missouri, các khán giả truyền hình theo dõi tranh luận thường có xu hướng thích các ứng viên có khả năng truyền tải quan điểm của mình chỉ bằng một vài câu đơn giản, hấp dẫn và đáng nhớ. Bà Clinton có thế mạnh ở điểm này, là người có thâm niên kinh nghiệm và hiểu biết sâu về các vấn đề chính trị của Mỹ. Nữ ứng viên đảng Dân Chủ có các kỹ năng truyền tải thông điệp hiệu quả và sâu sắc. Tuy nhiên, nhà cố vấn truyền thông Camille Gallo đánh giá hạn chế của bà Clinton nằm ở khả năng kết nối một cách thân mật để tranh thủ tình cảm của các nhóm cử tri. Bản thân cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ từng thừa nhận bà không có được sức thu hút như chồng bà, ông Bill Clinton, hay của đương kim tổng thống Barack Obama. Hơn một nửa người Mỹ hiện đánh giá bà là người không đáng tin cậy. Trong một cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống chính thức vào năm 2008, bà Clinton đã thể hiện mình là một người đàn bà thép cứng rắn. Lần này, bà khẳng định vai trò tiên phong trong việc bảo vệ quyền phụ nữ, nỗ lực mang lại cảm giác thân thiện, dễ gần trong vai trò một người bà trong gia đình. Nhưng theo các chuyên gia, bà sẽ không dễ dàng xóa bỏ hình ảnh đã in đậm trong dư luận Mỹ suốt 25 năm qua, chỉ trong 90 phút tranh luận. Về phía ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump, chuyên gia Gallo cho rằng tỷ phú bất động sản đang kết nối với các cử tri ủng hộ khá sâu sắc về tình cảm. Điều này khiến họ ít khả năng đảo ngược ý kiến để chống lại ông, bởi tình cảm thường đóng vai trò quan trọng hơn so với các yếu tố tác động khác. Về mặt này, ông Trump bất động sản theo chủ nghĩa dân túy, từng là một người dẫn chương trình truyền hình thành công và đang có ưu thế rõ ràng. Không một ứng cử viên nào trong chiến dịch tranh cử, kể cả thượng nghị sĩ dân chủ Bernie Sanders, có thể địch nổi khả năng khuấy động đám đông hàng nghìn người của ông Trump. Ngoài ra, đội ngũ tranh cử của bà Clinton đang lo ngại khả năng người dẫn chương trình Lester Holt của NBC sẽ đưa ra những câu hỏi dễ trả lời về phía ông Trump, trong khi lại gây áp lực cho bà Clinton bằng những câu chất vấn hóc búa hơn. Đa số cử tri có sự lựa chọn của mình trước cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới, và loạt ba cuộc tranh luận có lẽ chỉ giúp họ củng cố thêm cho quyết định của mình. Tuy nhiên, các cuộc tranh luận này có thể có tác động tới số cử tri chưa có quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai, hiện chiếm tới 9% tổng cử tri. Vì thế, cả hai ứng cử viên sẽ phải quyết tâm rất lớn. Tin từ Houston, cảnh sát Hoa Kỳ bắn chết kẻ xả súng trên phố. Một tay súng hôm nay bị cảnh sát Hoa Kỳ tiêu diệt sau khi nã súng làm 6 người bị thương ở Tây Nam Houston. Cảnh sát Houston, bang Texas, hôm nay tuyên bố tiêu diệt một nghi phạm có hành vi xả súng vào dân thường gần một trung tâm mua sắm, khiến ít nhất là 6 người bị thương. ABC 13 đưa tin. Nghi phạm được mô tả là một người đàn ông da màu mang theo một khẩu súng lục. Một nhân chứng cho biết tay súng đã bắn vào xe khiến kính chắn gió của cô bị vỡ. Sự việc xảy ra vào sáng sớm khi cô đang trên đường đi làm. Hiện cảnh sát chưa có thông tin về việc tay súng này có bất cứ đồng phạm nào.
Nhà chức trách địa phương cảnh báo người dân nên tránh xa khu vực nguy hiểm. Hai ứng cử viên Donald Trump và Clinton đang tranh nhau lấy lòng Thủ tướng Israel. Trước phiên tranh luận trực tiếp của ông Trump và bà Clinton vào tối 26 tháng 9 giờ Hoa Kỳ, cả hai ứng viên tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ đều đã gặp riêng Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu tại New York. Ông Netanyahu hiện đang có chuyến làm việc tại Hoa Kỳ bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Ông đã đến thăm ông Trump tại Trump Tower. Trước, lãnh đạo Israel và ông Trump bất động sản New York đã họp bàn với nhau trong hơn một tiếng đồng hồ xung quanh các vấn đề viện trợ quân sự và an ninh. Theo thông cáo báo chí từ ban tranh cử của ông Trump, một trong những điểm chung của chương trình nghị sự của Thủ tướng Israel và ông Trump là kinh nghiệm thành công của Israel trong việc xây dựng tường bảo vệ an ninh biên giới. Một âm thanh vang vọng ý tưởng xây dựng tường biên giới ngăn cách Mexico và Mỹ của ông Trump. Ông Trump cũng cam kết là sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel nếu ông trúng cử vào chức Tổng thống Hoa Kỳ. Điều này vốn là mong muốn lâu nay của chính phủ Israel và cộng đồng ủng hộ nước này ở Mỹ. Nếu điều đó xảy ra, sẽ là sự thay đổi chính sách đối ngoại lớn của Hoa Kỳ đối với đồng minh hàng đầu tại Trung Đông của mình lâu nay. Mỹ và các nước đều đặt sứ quán và coi Tel Aviv là thủ đô của Israel. Sau cuộc gặp với ông Trump, Thủ tướng Israel đã gặp bà Clinton tại khách sạn W. Cuộc họp bàn này kéo dài chưa đến một tiếng. Bà Clinton xác nhận cam kết vững chắc của mình trong quan hệ Mỹ-Israel và đưa ra kế hoạch nâng tầm quan hệ đối tác giữa hai nước. Một phụ tá cao cấp của bà Clinton cho biết, một trong những chủ điểm thảo luận giữa bà Clinton và ông Netanyahu là phong trào BDS đầy tranh cãi. BDS là phong trào nhắm vào các trường học, công ty nhằm tẩy chay, thoái vốn và yêu cầu chính phủ trừng phạt Israel. Chính phủ Israel coi phong trào này là một phong trào bài Do Thái. Chiến dịch của bà Clinton coi những nỗ lực của BDS là nỗ lực chống lại sự hợp pháp của Israel và cam kết sẽ chống lại những cuộc biểu tình như vậy. Bà Clinton và ông Netanyahu cũng họp bàn về cuộc xung đột Israel và Palestine. Bà Clinton muốn hai nước trực tiếp đàm phán với nhau và bà tuyên bố phản đối bất kỳ sự áp đặt nào của bên thứ ba, bao gồm cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Kính thưa quý vị. Bản tin tiếp theo là video của Tổng thống Obama chụp ảnh dùng push gây chú ý trên mạng. Tổng thống Hoa Kỳ là Barack Obama và cựu Tổng thống George W. Bush ngày 24 tháng 9 cùng dự lễ khai trương Bảo tàng Quốc gia về lịch sử và văn hóa người Mỹ gốc Phi ở thủ đô Washington. Bush muốn chụp ảnh tự sướng với một nhóm người, nhưng do tay không đủ dài nên ông nhờ người kế nhiệm Obama đứng gần đó. Ông sau đó đăng lời cảm ơn Tổng thống Obama trên tài khoản Instagram cá nhân. Ý tưởng về một bảo tàng người Mỹ gốc Phi xuất hiện lần đầu tiên cách đây hơn 100 năm và được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua 13 năm trước, theo The Hill. Ông Bush mô tả bảo tàng là biểu tượng cho sự cam kết với sự thật của Hoa Kỳ. Một quốc gia vĩ đại không che giấu lịch sử của nó, ông nói. Quốc gia đó đối mặt với những khiếm khuyết và sửa chữa chúng, ông cũng đã nói như vậy, kính thưa quý vị. Cuộc tranh luận lịch sử Kennedy và Nixon trên truyền hình Hoa Kỳ vào năm 60. Hai ứng viên tổng thống Hoa Kỳ là John F. Kennedy và Richard Nixon đã lần đầu tiên có cuộc tranh luận căng thẳng trên truyền hình vào ngày 26 tháng 9 vào năm 1960 của thế kỷ trước. Sự hiện diện và sự kiện lịch sử này không chỉ có ảnh hưởng lớn tới kết quả bầu cử tổng thống năm đó mà còn mở ra một kỷ nguyên mới, trong đó truyền hình làm thay đổi bộ mặt của chính trường Hoa Kỳ. John F. Kennedy và Richard Nixon đã có 4 cuộc tranh luận trên truyền hình là The Great Debate trong một cuộc bầu cử tổng thống năm 60. Cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra vào ngày 26 tháng 9 năm 1960 mang tính lịch sử vì nhiều lý do. Quan trọng nhất đó là cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình giữa các ứng viên tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ, diễn ra tại trường quay của đài truyền hình CBS ở trung tâm thành phố Chicago. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 60 diễn ra vào thời điểm quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ. Khi đó, Mỹ đang lâm vào chiến tranh lạnh với Liên Xô, vốn đang tranh giành lợi thế trong cuộc đua vũ trụ bằng việc phóng vệ tinh Sputnik. Ở trong nước, cuộc đấu tranh đòi nhân quyền và xóa sổ nạn phân biệt chủng tộc đã gây ra chia rẽ sâu sắc nước Mỹ và làm nảy sinh những câu hỏi quan trọng về tình hình dân chủ tại Mỹ. Trong bối cảnh nước Mỹ cần một nhà lãnh đạo quyết đoán, hai ứng viên đã chạy đua giành ghế tổng thống là John F. Kennedy, một nghị sĩ trẻ, năng động xuất thân từ một gia đình quyền lực, và Richard Nixon, trong khi đó là người giữ cương vị phó tổng thống. Kennedy và Nixon có quá nhiều điểm khác biệt và lợi thế rõ ràng nghiêng về Nixon. Ông Kennedy khi đó mới 43 tuổi, mới làm thượng nghị sĩ hơn một nhiệm kỳ và thiếu kinh nghiệm ngoại giao. Trái lại, ông Nixon đã có gần 8 năm giữ cương vị phó tổng thống sau một thời gian phục vụ tại Quốc hội. Hai đối thủ đã vận động tranh cử tích cực trong suốt mùa hè năm 60 và Nixon dẫn trước Kennedy trong các cuộc thăm dò dư luận.
Vào tối ngày 26 tháng 9 năm 60, Kennedy và Nixon đã tới trường quay của CBS tại trung tâm Chicago để có cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình giữa các ứng viên tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ. Cuộc tranh luận đầu tiên tập trung vào các vấn đề chính sách trong nước. Ông Kennedy mặc đồ vest sẫm màu, trông thanh lịch và khỏe khoắn. Trong suốt cuộc tranh luận kéo dài 60 phút, ông Kennedy đã thể hiện phong thái tự tin, điềm tĩnh nhưng cũng mạnh mẽ và quyết đoán. Trong khi đó, ông Nixon mất điểm khi chọn bộ vest màu ghi sáng, gần giống với màu phong nền phía sau, khiến ông trở nên nhợt nhạt. Gương mặt ông xanh xao, không cạo râu và thiếu sức sống. Thực tế, và khi đó, ông bị cúm và từ chối trang điểm khi lên sân cho sóng truyền hình. Ngoài ra, ông Nixon mới bị giảm cân sau thời gian nằm viện vì đau đầu gối. Suốt cuộc tranh luận, Nixon trông có vẻ căng thẳng và nhiều lần dùng răng khăn lau mồ hôi. Khoảng 40% trong số 180 triệu dân Mỹ đã bật truyền hình và xem các cuộc tranh luận giữa Nixon và Kennedy vào năm 60. Nhiều chuyên gia chính trị đã đánh giá Kennedy làm tốt hơn đối thủ Cộng Hòa. Cuộc đối đầu tiên tại Chicago để lại ấn tượng mạnh đối với cử tri Hoa Kỳ và được nhiều người coi là đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Kennedy trong cuộc bầu cử tổng thống sau đó. Vào tháng 11 năm 60, cử tri Hoa Kỳ đã bầu tổng thống với tỷ lệ bỏ phiếu cao kỷ lục. Đúng như dự đoán, đó là một cuộc chạy đua suýt sao. Trong đó, Kennedy đã thắng Nixon với tỷ lệ là 49.7% trên 49.5%. Nhưng Kennedy có được 303 đại cử tri so với 219 đại cử tri của Nixon. Các cuộc thăm dò cho thấy hơn một nửa trong số các cử tri đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tranh luận, trong khi 6% khẳng định các cuộc tranh luận quyết định lựa chọn lá phiếu của họ. Dù cuộc tranh luận có khiến Nixon hụt ghế tổng thống hay không, nhưng chúng cũng đã được xem là một bước ngoặt lớn trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 60 và trong lịch sử truyền hình trên chính trường Hoa Kỳ. Kể từ đó, các cuộc tranh luận trên truyền hình đã trở thành một nhân tố không thể thiếu trong nền chính trị Hoa Kỳ và giúp định hình kết quả của các cuộc bầu cử sơ bộ lẫn tổng tuyển cử, kính thưa quý vị. Bản tin tiếp theo là người đoán đúng 8 kỳ bầu cử Hoa Kỳ nói Trump sẽ đắc cử tổng thống. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang vào giai đoạn nước rút. Tuy chưa thể khẳng định ai sẽ là tổng thống Hoa Kỳ tiếp theo, nhưng một giáo sư nổi tiếng với dự đoán đúng 8 kết quả kỳ bầu cử cho rằng lợi thế đang nghiêng về ứng viên của đảng Cộng Hòa là Donald Trump. Trả lời phỏng vấn trên báo Washington Post mới đây, ông Alan Lisman, giáo sư trường đại học Hoa Kỳ, cho biết ông đã dựa trên hệ thống các tuyên bố đúng sai mà ông gọi là chìa khóa vào Nhà Trắng để dự đoán ai sẽ là tổng thống tiếp theo. Hệ thống này gồm 13 chìa khóa tương ứng với 13 nền tảng đánh giá. Trong số này có đánh giá về lợi thế của đảng mà ứng viên đại diện, lợi thế của tổng thống đương nhiệm, đảng độc lập, thực trạng kinh tế ngắn dài và sự thay đổi về chính sách, bất ổn xã hội, thành tựu về ngoại giao hay quân sự, sự thuyết phục của bản thân ứng viên. Dựa trên 13 chìa khóa này, tôi cho rằng ông Trump sẽ giành chiến thắng. Ông Lisman nói, được biết dựa theo hệ thống đánh giá này, ứng viên nào có đáp án đúng nhiều hơn 6 câu hỏi thì được dự đoán là chiến thắng. Trong khi đó, áp dụng với cuộc bầu cử năm nay, ứng viên đảng Dân Chủ chỉ đạt 5 câu. Tuy nhiên, ông Lisman cũng nhấn mạnh phương pháp tự đoán này không phải là quan điểm cá nhân của ông, bởi ông không hề ủng hộ Trump làm tổng thống. Kể từ năm 84, ông Lisman đã dự đoán chính xác kết quả 8 kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và tất cả đều dựa trên hệ thống dự đoán như trên. Với cuộc bầu cử năm nay, ông Lisman dự đoán ông Trump nhiều khả năng giành chiến thắng và ông cũng thừa nhận rằng sự tham gia của ông Trump khiến cho bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm nay trở nên khó dự đoán hơn bao giờ hết. Chúng tôi chưa bao giờ thấy một ứng cử viên nào như Trump. Ông Trump có thể phá vỡ mô hình truyền thống trong bầu cử suốt từ những năm 1860, ông Lisman đã nói như vậy. Kính thưa quý vị. Thông điệp buồn của ông Obama về lịch sử người Mỹ da đen. Như một sự trớ trêu của lịch sử lẫn số phận, Tổng thống Mỹ là Barack Obama đã phải đứng ra khánh thành một phần lịch sử của người Mỹ da đen trong phối cảnh xung đột sắc tộc có dấu hiệu bùng nổ trở lại. Hẳn nhiên sự kiện khánh thành bảo tàng về lịch sử người Mỹ gốc Phi tại trung tâm thủ đô Washington đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Thậm chí bảo tàng này từng được khởi công từ đời Tổng thống Bush nữa kia. Bởi thế ông mới có mặt trong buổi lễ khánh thành ngày 24 tháng 9 vừa rồi. Tổng thống George W. Bush đã phát động dự án từ năm 2003. Thế nhưng, lẽ ra trong sự kiện quan long trọng đánh dấu ngày ra đi của Tổng thống, Obama sẽ phải hoành tráng và đẹp đẽ như một sự ghi danh hai nhiệm kỳ của ông để phục vụ nước Mỹ, thì nó lại làm bớt đẹp đi phần nào vì những chuyện bắn giết. Có thể hiểu rằng bài phát biểu của ông đã chuẩn bị trước đó phải có điều chỉnh cho phù hợp bối cảnh mới khi ba đêm liền người da màu ở thành phố Charlotte, bang North Carolina liên tục xuống đường để đối đầu cảnh sát, đòi hỏi công lý cho người da màu. Phát biểu trước hàng ngàn người tại buổi lễ từ thủ đô nước Mỹ, được truyền thông mô tả chủ yếu là người da màu, ông Obama, vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, nhấn mạnh lịch sử của người Mỹ gốc Phi không tách biệt khỏi kho tàng lịch sử khổng lồ của nước Mỹ,
không nằm bên cạnh mà là trung tâm của lịch sử nước Mỹ. Ông Obama cũng muốn dùng chính câu chuyện thành công của mình để tôn vinh thêm sự đóng góp của người Mỹ da màu. Chúng ta không phải là gánh nặng của nước Mỹ mà chúng ta chính là nước Mỹ, ông Obama tuyên bố như vậy. Người ta thấy ông đã dừng lại ở những ngôn từ của nhà thơ da đen Langston Hughes để nói lên tiếng lòng của mình, cũng như của hàng chục triệu con người cùng da màu như ông ở Hoa Kỳ. Tôi cũng thế, tôi là nước Mỹ. Vốn là một chính trị gia nổi tiếng với tài hùng biện, nhưng dường như lần này những ngôn từ của ông cũng bất lực về những căng thẳng sắc tộc. Ông đã không ít lần lên tiếng kêu gọi các bên thông hiểu cho nhau, đoàn kết với nhau để cùng chung sống. Thậm chí khi ông bước lên đỉnh vinh quang của vũ đài chính trị cách đây gần 8 năm, không ít người đã kỳ vọng ông sẽ giúp nước Mỹ hàn gắn vết thương phân biệt sắc tộc trắng đen. Có thể thấy ông đã không làm được điều đó khi những tháng gần đây, các vụ cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu thường dẫn đến những vụ biểu tình bạo lực từ cộng đồng, thậm chí còn dẫn đến một vụ trả đũa đi xa hơn những gì giới chức quản trị hình dung. Bắn tỉa nhắm vào lực lượng công quyền như một cách trả thù. Nhận thấy rõ điều đó, trong buổi lễ tại Washington, Tổng thống Obama nhấn mạnh chỉ một bảo tàng không thể giải quyết vấn đề của một quốc gia đang vật lộn để thoát khỏi một di sản đang tối của mình trong nô lệ và tình định kiến chung của chủng tộc. Song bảo tàng này tạo điều kiện cho các cuộc tranh luận diễn ra trong thời đại này. Khách mời danh dự của buổi lễ khánh thành bảo tàng là một gia đình 4 thế hệ người da màu, trong đó của bà Ruth Bonner, năm nay 99 tuổi, con gái của một nô lệ da màu. Sau bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ, cụ đã nói giống hồi chuông đánh dấu chính thức khánh thành bảo tàng này. Buổi lễ còn có sự góp mặt của cựu Tổng thống Mỹ là George W. Bush, người đã phê duyệt xây dựng bảo tàng vào năm 2003, và những nhân vật da màu mới nổi tiếng của Hoa Kỳ như Stevie Wonder và Oprah Winfrey. Bảo tàng được xây dựng từ tháng 2 năm 2004, rộng 37.000 m² với kiến trúc 3 lớp màu đồng chồng lên nhau, thể hiện niềm tin, hy vọng và sự kiên cường của người Mỹ da màu. Bảo tàng nằm ngay gần Nhà Trắng và Đài tưởng niệm Washington, là nơi lưu giữ 34.000 hiện vật, trong đó một nửa được là hiến tặng. Kính thưa quý vị. Kết thúc phần tin Hoa Kỳ vừa rồi, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam sau vài thông tin thương mại.